Kính thưa quý vị, trước khi em bước từ với bạn lên đây, nhỏ em của em nó xin là anh nhờ ban nhạc Hoài Sa giúp giùm em gõ vài phím để em có thể song ca với ba Ngọc Sơn bài Dần Trăng Cô Đơn. Anh ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiên tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Hôm nay bao thương mình anh cô đơn trốn đây, ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình em với vầng trăng cô đơn. Đây chúng ta sẽ nói về chủ đề người yêu hiểu ý. Nói về chủ đề này chắc cái cánh bông cái này phải nói hơi nhiều. Gù gù. Đi lại, cái bài hát vừa rồi là mình sáng tác luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mang tên là Đi đâu cũng được. Dạ. Chỉ khi độc thân mới làm được điều đó thôi. Đâu, nhưng mà khi mà anh có người yêu thì anh đi đâu cũng được, miễn là đi với người yêu. Cái đó mới là đúng, đúng không? Chính xác. Cũng có thể. Đúng, nhưng mà nếu mà người yêu anh hiểu ý anh nữa là vẫn cho anh đi một mình luôn, không có sao hết, đó là sự tin tưởng. Cũng có thể luôn. Như vậy là hôm nay chúng ta có hai trường phái. Một bên là luôn luôn có người ấy, còn bên là hãy cho tình yêu đôi cánh tự do. Dạ, tình yêu lúc có lúc không anh. Không, em thì không có, anh biết mà. Ủa, sao vậy? Nhiều khi em nói vậy thôi cho mọi người tưởng em không có người yêu. Trời ơi. Ở đây mà nói về người yêu thì thấy Jack có vẻ bẽn lẽn. Thì bây giờ xin hỏi Jack, mẫu người phụ nữ của mình là gì? Thực ra em không có cái mẫu người phụ nữ mà mình sẽ thích hoặc là không thích. Đối với em là quan trọng ở cái thời điểm chạm nhau. Dạ. Cảm xúc lên là tới. Dạ, hình như vậy. Hình như vậy. Tức là tại vì em nó còn ngây ngô, em nó còn gọi là bỡ ngỡ và cũng mang tính chất là rụt rè. Bây giờ hỏi Thúy Ngân là một người cũng có nhiều cái kinh nghiệm. Đối với em á, người đàn ông hiểu ý em á là khi mà em chưa nói gì là cũng biết em muốn gì rồi. Em nói em không đói nhưng mà dẫn em đi ăn. À, đó là lý do mình mập đúng không? Dạ không. Và khi em nói là ăn gì cũng được nhưng mà phải dẫn đúng món em thích. Ủa, cho cái người đàn ông nó áp lực cái gì đó. Không, cho quen luôn áp lực. Cái đó em đồng ý, tại vì cái theo em nghĩ nếu mà người đàn ông vậy thì người đó đã đủ hiểu chị đúng ngon rồi. Đúng rồi, quen lâu rồi sẽ hiểu ý mình là thích món gì, không thích món gì. À. Anh có hiểu ý Nhã Phương không? Giống như anh nói Nhã Phương mượn 2 triệu rất khó. Đó là anh hiểu ý Nhã Phương. À, mình có thể bàn về tình cảm, mình bớt xoáy vào gia đình người khác được không nhỉ? Thưa quý vị thân mến, để hiểu một người là một điều vô cùng khó. Bởi vì đôi khi một người chưa hiểu chính mình mà. Dạ. Làm thế nào để hiểu một người? Lan Ngọc thân mến. Dạ, hiện tại thì em giống như là hồi nãy em có chia sẻ với mọi người rồi, em vẫn là một trang giấy trắng. Chờ người viết lên ngoạch ngoạc thôi. Nói giỡn thôi chứ, tại vì em cũng bắt đầu vào cái lứa tuổi quá lứa, lỡ thì rồi nên không, mình mới có ba mấy thôi mà. Trời, sao anh nói rõ ràng vậy? Ủa, ai biết đâu, tưởng em nói lỡ thời thì... À, vậy là ở đây có mình chị ba mấy hả chị Ngọc? Wow. Những qua là một chữ xúc phạm đó. Em ngạc nhiên thôi. Không phải, tại vì nhìn chị Ngọc là em tưởng mới có 19 thôi nên là mới phải wow như vậy. Dung ơi, mình dù là mình giao lưu thiệt đó, nhưng mà mình cũng nên nói thật lòng tí. Không, mà Dung nói em rất là thấy cái mặt bé là dễ thương, sáng sủa hẳn, thông minh hơn bên này. Ở bên này có em nữa nha. Chị chỉ nói về con gái thôi, em có phải con gái. Thật ra thì nói gì cứ mình cứ nhìn thẳng vào độ tuổi thiệt của mình. Mình nói, mình chia sẻ về một chút kinh nghiệm. Về một người đàn ông lý tưởng thì mình nên xác định rõ ràng người đàn ông đó làm được gì cho mình. À, lý tưởng là phải làm được gì cho mình. Cho đến cái lứa tuổi này thì em không có nhu cầu về vấn đề tiền bạc. Không cần, mình có rồi. Nhưng mà vấn đề hạnh phúc là em đặt lên trên hết. À, chỉ cần đó, giống như anh hay thường nói chuyện với em á, chỉ cần mà em đau một cái người ta nhảy vô, người ta bóp liền đó. Khoan, để anh nghe lại. Em ví dụ đau tay bóp tay, đau chân bóp chân, chân đúng rồi, đau lòng bóp cái gì hả chị? Bộ đồ lòng. Nói về hiểu ý là mình phải nói rõ thêm như thế này, có nghĩa là hồi nãy Ngân nói là của mình không thích ăn bún bò mà lại mua bún bò. Nhưng mà hiểu không phải là không thích ăn món đó mua đó. Hiểu là mình không thích món đó nhưng lại mua vào ngay cái ngày mình thích mới là đỉnh cao. Đó. Tự nhiên hôm đó thích cháo lòng. Bình thường không có thích, mà bữa đó lại mua tô cháo lòng. Khó rồi nha. Bởi vì hiểu vậy mới là hiểu.
tất cả đều có thể làm được nếu có cái tâm đặt vào đó. Ý của anh Giang ở đây là hiểu ý và đúng lúc nữa đúng không? Sự tiếp cận của người ta nó phải đúng với cái mood của mình lúc đó. Đúng, em giới thiệu cho một người tâm lý mà hiểu ý, hiểu chuyện, hiểu tâm trạng của mình sao chiều theo vậy luôn. Em giới thiệu cho ai? Giới thiệu cho chị. Tại ứng dụng Vion. Vion hiểu ý dữ lắm. Em nói thiệt nha, có những ngày tâm trạng của em hơi bực bội chút xíu. Mình đi làm nguyên ngày mình mệt, mình về mình lên ứng dụng, mình tìm phim. Thì ứng dụng Vion biết ngày hôm nay em cũng khó chịu, giới thiệu đề xuất những bộ phim phù hợp. Wow. Tức là gì nè, vì Vion đã ứng dụng chuẩn quốc tế nên người ta sử dụng cái công nghệ thông minh. Và cái công nghệ thông minh đó là nó lưu lại cái thao tác của người dùng. Có nghĩa là gì? Hôm nay tôi cứ lên tôi mở chat tôi coi, chat. Thì bữa hôm sau cũng vậy luôn. Ngày hôm sau là người ta đưa lên một rừng chat cho nên tôi chọn. Chắc thấy là cái điều đó có đúng không? Đúng. Chắc ơi, mình có thể nói cho nó dài dài tí được không? Thì ra là chị Ngân nói cũng đúng. Tại vì app Vion hiện tại là sử dụng rất là thông minh. Có nghĩa là mình, như nãy anh vừa mới chia sẻ đó, là mình kiếm tên của em chẳng hạn, hoặc là tên của chị Ngân, thì ngày hôm sau nó vẫn hiện lên những cái đề xuất như vậy. Khi mà mình mở app á, thí dụ mình coi bộ phim A đi, thì không phải là ngày nào người ta cũng gợi ý cho mình phim A đâu, mà người ta sẽ gợi ý cho mình một cái bộ phim B, một cái bộ phim mình chưa biết bao giờ, nhưng mà nó cũng hay hay và nó có cùng cái thể loại mà mình thích. Mình chưa kịp nói mà người ta đã hiểu ý, chứ không cần phải là đã biết mình thích cái gì rồi người ta mới đưa. Hiểu không? Sau khi mà người ta đưa ra cho cái ông Trường Giang coi cái ông chắc, thì người ta nói, ừ, có cái ông kế bên, cái bà Thúy Ngân, bà Lan Ngọc nữa, cũng hề hước vui nhộn lắm đây, coi không? Là mình bấm cho mình coi. Đúng. Nghĩa là người ta gợi ý. Vừa hiểu ý mà vừa gợi ý nữa. Vừa hiểu ý, gợi ý. Rồi, hiểu rồi. Sau khi chúng ta bàn về một số vấn đề như vậy, thì xin hỏi lại một lần nữa là Ngân và Ninh Dương Lan Ngọc đã tồn tại nhiều năm trên trái đất rồi, và đến ngày hôm nay vẫn chưa tìm ra một người hiểu ý mình. Thật ra là phụ nữ cần sự an toàn. Đến khi nào chị Ngọc với chị Ngân tìm được người an toàn thì tự khắc. Tâm lý quá đi. Bé nó có 18 tuổi nói chuyện như nó 48 tuổi vậy trời. Chắc. Dạ. Yeah. Hồi xưa nếu không làm ca sĩ thì làm gì? Em làm thầy giáo. Dạy gì? Dạ, dạy âm nhạc hoặc là thể dục. Thiệt hả? Em mơ ước làm thầy giáo tiền hả? Tại vì em có một cách suy nghĩ rất là bình thường, không có bộn bề, cho nên là chọn những cái nghề nó dễ chịu, nó làm cho mình thoải mái nhất. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cô gái tên là Xuyên Hồng Việt. Cô ấy hiện nay là một người độc thân vui tính. Đến bao giờ thì em mới hết cuộc sống độc thân như hiện tại? Dạ thật sự thì em vẫn đang tìm người đàn ông đủ những cái điều kiện lý tưởng của em anh ạ. Em có điều kiện hả? Điều kiện gì vậy? Thật ra cũng không có gì phức tạp hết anh. Là một người đàn ông đẹp trai. Đẹp trai. Lịch lãm. Lịch lãm. Trưởng thành. Trưởng thành. Phải đàn được, hát được. Có địa vị xã hội. Đúng không? Sáng tác được nữa. Rồi, anh. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chương trình sẽ mang đến cho em một người tri kỷ về âm nhạc, đẹp, thông minh, đàn, hát nhiều loại. Cái gì vậy khác? Hả? Mỏ chân chứ không có gì đúng không? Ủa sao xin ước cái là có. Em ước em với Ngân là không có luôn. Đúng rồi. Đâu, chị ước sao? Chị ước sao? Chị ước đơn giản thôi là hát bài 1, 2, 3, 4. Sao bây giờ anh xin để anh tí nha. Xin anh đang khoái cái vụ này quá. Rồi Ngọc ước gì nè? Dạ em chỉ cần có thể dạy cho em hát nè, nghe được em hát nè. Có luôn. Sáng tác được nè. Có luôn, cái sẵn luôn. Đẹp trai nè, đó. Cả vậy thôi luôn. Cảm ơn Ngọc. Rồi Ngân. Em là chỉ cần người chiều được em nè, dẫn em đi ăn ngon. Lại ăn uống. Thì cái ước mơ cuộc đời của mình nó có liên quan đến gì thì mình phải nói đúng không anh? Tại mình ăn uống chung với nhau hợp nó quan trọng lắm. Thưa quý vị thân mến, hai cái ca này là một trong những ca khó nên chúng tôi giải quyết sau. Hoặc cũng có thể sau khi người đàn ông mình xuất hiện, mình cảm thấy Xuyên Hồng Vịnh không có cửa với mình thì mình tới luôn. Hạnh phúc quanh đây mà, ai chụp được chụp. Kính thưa quý vị, trước khi em bước từ dưới bàn lên đây, nhỏ em của em nó xin là anh nhờ ban nhạc Hoài Sa giúp giùm em gõ vài phím để em có thể xong ca với Ba Ngọc Sơn bài Dần Trăng Cô Đơn. Anh ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiên tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà
mà đôi tim cách xa. Hôm ta đau thương, mình ngày cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi, chôn giấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng, để lại nơi đây mình em với vầng trăng cô đơn. Giới thiệu thêm một người mới nữa, đó chính là ca sĩ, nhạc sĩ, hitmaker Vũ Cát Tường. Thưa quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng với Vũ Cát Tường và anh chị em mình sẽ bàn về một vấn đề. Tức là đôi khi trong cuộc sống này chúng ta sẽ bị kẹt vào một cái thế nào đó mà tiến thoái lưỡng nan, đi tới cũng không được mà đi lùi cũng không xong, bị rơi vào những tình huống trớ treo trong cuộc sống. Ngọc ơi, mình đã có từng bị rơi vào tình huống kẹt vào một cái gì đó chưa? Có những người thì người ta sẽ nghĩ là kẹt là một cái hướng nào đó rất là tiêu cực. Nhưng mà đối với em cũng thấy đôi chút gì đó giống như bản thân em, đó là đứng giữa quá nhiều sự yêu thương. Không biết phải lựa chọn như thế nào. Hoặc là mình cảm thấy mình không biết chia sẻ cái tình cảm của mình như thế nào hết. Tức là quá nhiều tình yêu thương dành cho Ninh Dương Lan Ngọc. Dạ đúng rồi, đôi lúc đó là mình cảm thấy là mình vẫn chưa san sẻ hết cái tình yêu thương. Trong thời gian mà Ngọc đã phát biểu đó, thì Jack có nhìn Ngọc, mà cái ánh mắt nhìn á, Ngọc đó thì cháu nó nhìn vậy nè. Sao vậy Jack? Sao vậy? Là chị nói không đúng mà Jack thì sao? Đúng chị nói đúng ha. Tại vì kiểu như em bị liệu theo á, e thẹn quá thì mình tự nhiên mình cũng bị e thẹn theo luôn. Bây giờ mình hỏi Jack nè, đã từng bị rơi vào cái thế kẹt nào đó chưa? Kẹt thì nhiều lắm, nhưng mà nói cái thực dụng nhất thì kẹt xe, kẹt thang máy, mấy cái đó kẹt cái đó nguy hiểm lắm. Ủa? Nhiều khi mình bị khó cái gì đó thì nó hơi bị dính. Mình kẹt xe mà dính là dính cái gì? Dính cái điều khó nói á. Đang ở dọc đường thì mà như vậy thì nó cũng hơi nhột. Nhột chỗ nào em? Nhột chỗ nào? Kẹt xe rồi này kia. Bé nó đang nói tới hệ tiêu hóa. Đúng không? Không, em nghĩ là bé nói là em đi show nên là kẹt xe là em sẽ kẹt cái show của em đúng không? Hay là cả hai đều đúng luôn? Cả hai đều đúng. Vừa có hệ tiêu hóa mà vừa...